6 bệnh viện khám chữa vô sinh hiếm muộn uy tín tại Hà Nội. Đơn vị đầu tiên Booking Care giới thiệu là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, địa chỉ 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm. Bệnh viện có trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia được thành lập từ năm 2000. Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia có đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và điều trị vô sinh hiếm muộn. Trung tâm tiên phong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đạt tỷ lệ thành công cao. Tiếp theo là khoa hỗ trợ sinh sản và nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, địa chỉ số 929 đường La Thành, Ba Đình. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ có thai của bệnh nhân hiếm muộn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm lên tới 72%. Thứ ba, các cặp vợ chồng có thể tham khảo thăm khám tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, địa chỉ số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa. Qua 6 năm hoạt động, trung tâm đã khám hơn 10.000 ca hiếm muộn, hơn 2.500 ca thụ tinh trong ống nghiệm, tỷ lệ có thai gần 60%, là nơi có tỷ lệ IVF thành công đứng top đầu cả nước. Tiếp theo, đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai, địa chỉ 78 Giải Phóng, Đống Đa cũng được nhiều chị em giới thiệu. Đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai được biết đến với tỷ lệ thành công thuộc top đầu cả nước hiện nay, lên tới 85%, chuyên điều trị những ca bệnh khó, hiếm gặp. Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, địa chỉ 431 Tam Trinh, Hoàng Mai cũng là một lựa chọn đáng tin cậy. Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã thành lập được hơn 15 năm, là đơn vị tư nhân đầu tiên tại miền Bắc thực hiện thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm. Bệnh viện thực hiện thành công hàng ngàn chu kỳ thụ tinh nhân tạo IVF với tỷ lệ thành công cao, tương đương các trung tâm IVF lớn trong nước và khu vực. Cuối cùng là Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Việt Bỉ, địa chỉ số 23 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca vô sinh nam phức tạp. Tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh nhân tạo IUI tại bệnh viện là 18-25%. Tỷ lệ thành công kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm IVF của bệnh viện là từ 60-80%, tương đương với các bệnh viện, trung tâm thụ tinh ống nghiệm với tỷ lệ có thai cao ở Việt Nam và thế giới. Trên đây là danh sách bệnh viện công và tư khám chữa vô sinh hiếm muộn tại Hà Nội do Booking Care tổng hợp. Theo dõi Booking Care để cập nhật thông tin review bệnh viện, bác sĩ giỏi giúp hành trình đi khám thuận tiện, hiệu quả hơn.